Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật của CNTT Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cấu hình thiết bị firewall FortiGate sao cho các máy tính trong một mạng nội bộ có thể truy cập vào Internet. Đây là mô hình ảo hóa trên phần mềm PNetLab. Với thiết bị thật, các bạn cũng làm tương tự, chỉ cần xác định đúng các cổng kết nối trên thiết bị. Ở đây mình sẽ có 4 thiết bị, bao gồm một VPC để kiểm tra kết nối, một switch để cấu hình mặc định, một firewall FortiGate với port 2 kết nối xuống mạng LAN 10.0.0.0/24, port 3 kết nối ra cạp mạng ảo của VMware để truy cập vào giao diện web, và port 1 kết nối với một router giả lập ISP. Có một điều cần lưu ý, hướng dẫn này áp dụng với các thiết bị đang chạy ở phiên bản FortiOS 7.0. Với các phiên bản OS khác, các bước thực hiện có thể có một vài sự thay đổi. Sau đây là các bước chi tiết để cấu hình cơ bản firewall FortiGate. Sử dụng cơ chế Network Address Translation hay còn gọi là NAT và Static Route cho phép mạng nội bộ truy cập vào Internet. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng luôn firewall Fortinet làm router quay số BBBOE để có thể kết nối vào Internet. Bước đầu tiên, truy cập vào firewall. Tùy vào từng phiên bản của firewall, chúng ta sẽ có các cách truy cập khác nhau. Các dòng firewall hiện nay đều có địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.99/24. Đối với các dòng firewall cũ, nhà sản xuất chưa cấu hình IP mặc định thì chúng ta có thể dùng dây console đi kèm để có thể truy cập vào giao diện dòng lệnh của firewall và đặt IP cho một cổng nào đó. Chúng ta có thể xem IP, username và password mặc định của firewall ở trên tem của firewall. Nếu không tìm được IP mặc định, chúng ta sẽ có thể kết nối tới cổng console và đặt IP cho một cổng bất kỳ. Tài khoản đăng nhập mặc định là admin và bash để chống. Sau khi đăng nhập vào qua giao diện dòng lệnh, firewall sẽ yêu cầu nhập password. Nếu vào bằng giao diện web thì sẽ có bước tương tự. Ở đây thì mình sẽ đặt password trong giao diện dòng lệnh. Trong bài lab, mình sẽ đặt IP cho cổng port 3 như sơ đồ là 10.0.1.50/24. Đối với các firewall đã có IP mặc định được dán ở trên thiết bị, chúng ta sẽ kết nối với cổng MGMT như đã hướng dẫn. Trong trường hợp ta đặt IP cho giao diện dòng lệnh thì kết nối với cổng được đặt IP. Đặt IP tĩnh trên máy tính cùng giải về IP của firewall. Sau đó mở trình duyệt web, nhập địa chỉ IP của firewall, đăng nhập với tài khoản mặc định là admin và bash để chống. Sau khi đăng nhập vào thì sẽ có thông báo đổi mật khẩu. Bạn có thể đổi mật khẩu để bảo mật hoặc là thay đổi sau. Bước tiếp theo là thay đổi hostname và thiết lập ngày giờ. Đây là bước tùy chọn. Tuy nhiên, các bạn nên thiết lập ngày giờ cho thiết bị. Việc này rất quan trọng trong việc xử lý sự cố của thiết bị. Trong giao diện web của FortiGate, vào mục System Setting và thay đổi hostname cho thiết bị và thời gian firewall. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình IP cho interface. Ở đây mình đang cắm đường Internet vào port 1. Mạng LAN được cắm vào cổng 2. Truy cập vào Network, mục Interface. Trước tiên thì chúng ta sẽ cấu hình cổng WAN trên firewall. Trên firewall có nhiều cổng WAN để sử dụng nhiều đường truyền khác nhau cùng một lúc, hoặc các bạn có thể sử dụng cổng LAN như các cổng WAN. Fortinet cung cấp công nghệ SD-WAN cho phép cấu hình nhiều đường FTTX hoặc Link để chạy song song dự phòng. Chúng ta sẽ chọn port 1, kích chuột phải để có thể edit cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ cấu hình một số mục cần thiết. Mục alias, chúng ta sẽ nhập mô tả cho các cổng. Các bạn nên nhập mục này để chúng ta có thể dễ dàng chọn các interface trong các cấu hình sau. Ở đây mình sẽ đặt alias cho port 1 là WAN. Mục role, chọn WAN. Ở phần address, cung cấp cho chúng ta 3 tùy manual, DHCP và BBBOE. Trong bài lab, mình sẽ đặt IP tĩnh nên sẽ chọn manual và đặt IP cho cổng WAN là 100.0.0.10/24. Trong mô hình thực tế, các bạn có đường Internet kết nối vào firewall thì chỉ cần chọn mode là BBBOE, nhập tài khoản mà nhà mạng cung cấp, chờ một lúc để cho thiết bị nhận IP. Do đây là phần làm ở trên ảo hóa nên sẽ không có tùy chọn này. Ở trên các thiết bị thật thì các bạn có thể cấu hình BBBOE như bình thường. Phần Administrative Access
cho phép bật các tính năng ở trên interface như là HTTP, HTTPS để có thể truy cập vào firewall hoặc là Bing để kiểm tra kết nối. Các bạn chỉ nên bật tính năng cần thiết. Ví dụ, nếu bạn cần truy cập vào firewall qua IP1 của thiết bị thì các bạn có thể bật HTTP và HTTPS lên. Tuy nhiên, các bạn nên giới hạn các IP có thể truy cập vào thiết bị để tránh trường hợp bị lộ tài khoản mà các đối tượng xấu có thể truy cập vào mạng thiết bị từ xa và thực hiện các hành động phá hoại hoặc lấy cắp thông tin. Ở đây mình sẽ bỏ hết phần access này, chỉ để Bing để kiểm tra kết nối. Còn phần truy cập qua HTTP thì sẽ chỉ cho phép truy cập qua IP nội bộ. Các bạn có thể thấy sau khi đặt alias là WAN thì trong giao diện interface đã đổi thành WAN bot 1. Điều này rất tiện cho việc cấu hình về sau hoặc là cho người khác truy cập vào firewall thì sẽ có thể hiểu được chúng ta đang sử dụng interface vào mục đích gì. Nhấn OK để lưu cấu hình. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình IP cho cổng LAN. Đối với các firewall dòng thấp thì các bạn có thể thấy tất cả các cổng sẽ được nhóm vào một cổng logic. Trong trường hợp này, các bạn vẫn có thể đặt IP cho cổng logic đó. Khi đó, tất cả các interface thuộc cùng một subnet mà chúng ta vừa đặt cho cổng. Trong trường hợp của mình thì mỗi interface sẽ là một LAN riêng. Do đó, mình sẽ đặt IP trên cổng vật lý là bot 2. Kích chuột phải vào bot 2, chọn Edit. Chúng ta sẽ nhập mô tả tương tự cho bot 2. Trong phần Addressing Mode, chọn mode là Manual và đặt địa chỉ IP cho interface. IP này sẽ đóng vai trò là Default Gateway trong LAN. Nếu bạn thay đổi IP trong phần này, bạn sẽ phải đăng nhập lại với IP mới của cấu hình. Ở phần Administrative Access, bật một số tính năng. Mục DHCP Server. Ở đây thì các bạn có thể tạo một DHCP Server để cấp địa chỉ IP cho client trong LAN. Thích Enable DHCP Server và nhập mục Address Range là 10.0.0.10 cho đến 10.0.0.200. Khi đó, DHCP Server sẽ cấp IP từ 10.0.0.10 cho đến 10.0.0.200. Phần Netmask, các bạn sẽ nhập 255.255.255.0. Mục Default Gateway, các bạn nên chọn CMask Interface IP để DHCP Server có thể lấy IP 10.0.0.1 mà chúng ta đã cấu hình trên cổng này để làm gateway cho mạng. Phần DNS Server, chọn CMask System DNS để DHCP Server cấp DNS được trên cấu hình firewall. Nhấn OK để lưu cấu hình. Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ cần cấu hình một default route. Truy cập vào network, mục static route, chọn create new để tạo ra một static route. Chọn destination là subnet với IP và subnet mask là 0.0.0.0 / 0.0.0.0. Nhập địa chỉ gateway. Trong bài lab, mình sẽ trỏ gateway ra router ISP là 100.0.0.1. Trong thực tế, khi các bạn cấu hình cổng WAN BBBOE thì chỉ cần chọn mục interface là cổng WAN đang cấu hình BBBOE mà không cần nhập default gateway. Mục status chọn enable. Nhấn OK để lưu. Cuối cùng, các bạn cần tạo policy cho phép mạng nội bộ truy cập được internet. Mặc định ở trên firewall sẽ deny toàn bộ traffic. Tùy theo nhu cầu của từng mô hình, chúng ta sẽ đưa ra các chính sách khác nhau. Ở đây mình chỉ có một mạng LAN và một đường internet nên mình sẽ mở policy đến cho phép mạng LAN ra internet. Các bạn truy cập vào mục policy and object, firewall policy và chọn create new. Ở phần tên, sẽ đặt tên cho policy. Các bạn nên mô tả chức năng của policy để dễ quản lý. Ở mục incoming interface, chọn cổng LAN bot 2 và outgoing interface, chọn cổng WAN bot 1. Ở phần sort, chọn all để cho tất cả các máy tính có thể đi ra hoặc là bạn có thể định nghĩa một số IP cụ thể. Ở mục destination, chọn all. Ở mục schedule, chọn always. FortiGate cho phép chúng ta tạo lịch active cụ thể cho từng policy.
Ở mục Service, chọn All. Các mục này ta có thể chọn chỉ cho phép một số dịch vụ truy cập Internet. Chọn All là cho phép tất cả. Ở mục Action, chọn Access. Bật tính năng NAT. Điều này là bắt buộc để mạng LAN có thể ra Internet. Chọn Use Outgoing Interface Address để firewall có thể sử dụng IP cấu hình trên cổng WAN là IP NAT. Nếu các bạn có một IP public khác và muốn NAT ra IP này thì có thể chọn mục Use Dynamic IP Pool. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tính năng này ở trong một video khác. Phần Security Profiles. Các tính năng này phụ thuộc vào license đang được sử dụng. Đối với các bạn mã BDL thì mới có thể kích hoạt được tính năng này. Các bạn khác thì sẽ không được sử dụng mà phải mua thêm license để có thể kích hoạt tính năng. Ở phần Login Options, cho phép ghi lại các log của traffic hoặc các gói tin ra vào trong mạng. Chọn All Sessions nếu các bạn muốn lưu lại log của toàn bộ traffic. Chọn OK để lưu cấu hình. Như vậy là mạng của chúng ta đã cấu hình xong ở trên Firewall FortiGate. Phần tiếp theo, mình sẽ giả lập một ISP với một cổng loopback có IP là 8.8.8.8-32 để có thể kiểm tra kết nối. Trên router này, mình chỉ đặt IP cho cổng kết nối và cổng loopback. Trên VPC, mình sẽ để IP DHCP để kiểm tra DHCP server có cấp đúng IP hay không. Các bạn thấy BC đã nhận được IP là 10.0.0.10-24 với gateway là 10.0.0.1. Từ VPC, mình sẽ ping đến IP 8.8.8.8 để test. Ping OK. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong firewall FortiGate cho mạng LAN đưa ra được Internet. Chúc các bạn thành công.